Đây nha. Thành quả đây này. Hello, xin chào buổi tối nha. Bây giờ tối rồi. Bác về nhà mình đi bắt tổ ong gần nhà rồi. Bay không? Đấy. Đấy nhá. Ui bay bay kìa. Có mấy con ong bay bay rồi. Bác nhà mình chuẩn bị đi đốt nha. Đến rồi. Mình bạn nha. Hãy chụp cái kìa. Hơi tối một tí. Đó rồi. Chụp kìa. Mà bác làm đốt kìa nhé. Tụ ông đấy. Chiều đấy cái chê nó ở trên cái chê nhé. Nên bây giờ đi có sợ không? Nhưng mà mình sợ lắm, mình không dám đi. Không có quần áo gì. Bay bay đi. Mấy con bay bay. Popong. Ừ.
Đây nha. Thành quả đây này. Để một ít thời các bạn Anh muốn thì như vậy nhá. ạ. Muốn đạt sản nhất. Nhắm rượu thì về đây cùng bắt với mình nhá. Cái này con sai không về nhé. Đây được rồi nhá mọi người ơi, mời mọi người cùng gia đình mình ăn tối nhá. Hôm nay sẽ cho đến 3 giờ sáng. Không say không về nhá.